Nè. Còn tiếp đây là cặp mẹ con được man của chị. Bò này đẻ được tháng của chị. Thấy không? Bò này hiện thiếu nuôi của chị. Sai tích thì nghiêm chỉnh đó sao? Không chị không? Bò mẹ cao trên 1m2 bò của chị. Nè, chị không? Sai tích nghiêm chỉnh hết. Chân móng hoàn hoàn thiện của chị. Nó đuôi thì dài phết ha. Đúng là đúng chèn của chị. Chị không? Đẻ một con mát sữa. Nhưng mà này nhà thiếu nuôi của chị. Về cô chú chị mình cám cỏ rồi vô ha, chỉ cần cỏ thôi chị chứ không cần cám ha, tại một cái này nó cũng dễ nuôi con chị, miễn có cỏ cô chú chị mình cho ăn đúng giờ đúng lúc được con chị, ví dụ như cỏ thì bữa nào cũng đều đều con chị, chứ đừng mình đừng bữa có 5-7 bữa không nuôi nó lại không có lên bò của con chị hả. Thì cặp này em bán con chị mình giá 18 triệu con chị, giá yêu thương của chị, quá cực kỳ yêu thương nha con chị. Về mình nuôi con chị mình nuôi nữa chừng mà đợt lên bán nọ mà đợt mình cũng đủ vốn mẹ, như mẹ mình lụm không anh chị, giống như mình lấy công làm lại anh chị, mẹ đi phần rất tốt của anh chị, thấy không, vậy thể phần rất tốt ha. Đó thì cô chú chị mình chăn nuôi mà chủ yếu lấy công làm lại của anh chị, nọ nữa mình bán một con anh chị mình thấy cũng đủ lụm đủ lúa của anh chị, khỏi cần nói gì tới bà mẹ anh chị. Thì cái độ lòi lú thì em bao chú chị mình tới đẻ con tiếp theo nha, cho con chú chị mình cứ yên tâm về nuôi ha. Đó mẹ con này là nó nuôi cũng rất mau lên đúng vậy, mau có lời ha. Cô chú chị mình coi mua về mình nuôi ha. Mẹ con này 18 triệu của chị, giá yêu thương của chú chị. Đó con chị không? Cực kỳ yêu thương ha. Rồi. Cuối cùng là mẹ con được ba bê của chị. Bò này đẻ được 1 tháng bò không chị. Được ba bê phải nói là cực kỳ mát sữa chị, tại bò đậm chỉ mà nó đẻ ra mẹ nó còn tầm 1m2 của chú vậy. Sái tích thì nghiêm chỉnh của chị không? Nẻ bò mẹ nè, quay gần kìa ha. Thấy bò mẹ thiếu nuôi nhưng mà bò cái con của chị mà được bà bê thấy mấy tiêu không? Nó ú lâu của chị. Cái lưng nó rất là đưng đoi của chị. Nè, con chị thấy không? Cận cảnh lưng đoi của chị, không có lưng chiếc nha. Nó bà bê của chị mình nuôi rất lên ha. Mẹ con được bà bê này giá 23 triệu của chị. Chạy như bộ mẹ con được mang nhưng con bà bê này 43 quên. 41 triệu của chị. Giá yêu thương của chị. Cô chú anh chị về mình nuôi ha. Được bà bê này ví dụ nửa năm. Cô chú chị mình nuôi anh nửa năm thì cô chú chị mình lấy được 15 triệu đó. Còn cô chú chị mình nuôi một năm thì kể như bà mẹ này cô chú chị mình lụm không đó, bà mẹ lụm không thì bà mẹ là đẻ con tiếp theo của chị. Nó đối với những con đẻ này thì em bao loài lú với mình ha, bà mẹ này cao tầm 1m2 của chị nó, con chị không bao loài lú bao tất đặt của chị luôn nha. Nó con chị mình cứ nuôi về của chị mình nuôi cỏ rác chăm vô đều đặn là bao lời của chị luôn luôn ha. Bò thiếu nuôi cũng vậy, uống nước cũng ít nước nên nhìn hiểu phần thứ 4 của chị nó phần rất tốt của chị. Nó một con bú chị thấy mê không, nó rất là mát sữa nha chị. Nó cặp này 23 triệu của chị nuôi rất là lên nha chị. Cô anh chị mình coi mình sở hữu thấy cặp bò về mình nuôi ha, nó sái tích thì nghiêm chỉnh của chị không anh chị thấy không, mà mẹ cái bầu vú căng mất mát sữa để con uống liu của chị vậy không, sái tích nghiêm chỉnh nè, chân móng thì hoàn thiện nè. Đó, quay cho con chị mình coi ha. Thấy không? Đó, quay hai ba hướng nè, bà mẹ nhà ta hiếu nuôi con chị. Con chị giờ mình chịu khó mình chăm lên ha, thùng bọng có con chị. Bò này thùng dạo có nè. Thấy không? Đó. Màu đậm chỉ con chị. Đó. Không, về con chị mình nuôi rất còn lên ha, mới đẻ 1 tháng về con chị mình ít bữa mình canh phối giống nha. Đó, rồi em xin chào cô chú anh chị mình nha. Chúc cô anh chị mình xem vui vẻ nha. Hello. Hello. Chào bác chăn nuôi mình nha. Hôm nay là ngày 5 tháng 2 á, em có video clip đấu giá đúng quý cô chú anh chị mình. Man tay nhỏ chị, man trụi anh chị. Gì không? Này thấy đầu trụi rồi, trụi lưỡi rồi. Đó, sừng sừng u anh chị. Nữa nữa nó cũng ra sừng cốc tre, bò này lớn con anh chị. Con chị không? Yếm rúng, sái tích đồ nghiêm chỉnh chị, đuôi bọng hoàn thiện hết ha. Thì hai con này em bán con anh chị mình giá là 22.500 ha. Con chú anh chị mình coi nè, chân móng hoàn thiện, sái tích nghiêm chỉnh hết nè. Đó, em đứng xa cho thấy hết bò cho con chị mình coi ha. Nè, bên này nè con chị. Nè, bò này vô vô béo thượng tiện con chị. Đích mục đích con chị, thấy không? Thấy không? Đó. Đích mục đích nè. Lông nhuyễn da sát nuôi nữa. Ra thịt rất nhiều của con chị. Con này cũng vậy con chị. Con này nè. Vậy không? Đó. Con nào cũng lông nhuyễn da sát không chị. Con này nữa cô chú chị mình nuôi mà bày đèn á, mình có thể làm nọc được luôn anh chị. Không có gì không? Chân móng
sò hoàn chỉnh hết, hoàn thiện hết, đuôi dài phết anh chị, nó lưng đôi hết anh chị, anh chị thấy không, lưng đôi hết hàng u bạch ha, đầu đuôi lũi hết, mặt ngắn lau miệng to, phàm ăn, nó 22.500.000 của anh chị, cực kỳ yêu thương của chú anh chị, vậy không? Ừ. Đó, hai con của chị thấy xứng không? Đó, màu con kia màu của khú hơn con này anh chị, nhưng mà mấy con này nữa nó trổ màu khú vậy, cái chân nó chừng đen á, đó, thì nó sẽ ra màu khú như anh chị thấy yếm không? Yếm con nào cũng dày trống hết, nó không con nào thiếu yếm vậy, đó. Quay hai con cho anh chị mình mua ha, nè, con này giờ nó khú khú trước của anh chị, con nữa khú sau của anh chị, con này nó khú đen đen đẹp lắm của anh chị, màu rất đẹp ha, đó anh chị không? Nó yếm rúng nè. Con nào cũng xứng nhau chị, mấy con này chung là nó chín mự nhau, cái độ chín mự này mình ghép nhưng mà nó không sinh đôi được, nhưng mà nó cũng độ giống trên lại như vậy, giá 22.500.000 chị,